thực hiện chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, hạn chế tối đa tình trạng học sinh thanh thiếu niên điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ điều kiện dẫn tới tai nạn giao thông. Vào sáng nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp cùng với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện chương trình tọa đàm với chủ đề An toàn giao thông học trường trách nhiệm từ nhiều phía. 6 tháng đầu năm 2024, cả nước có hơn 1.100 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, trong đó có trên 17.000 trường hợp học sinh thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông về hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi và hiện đang có chiều hướng gia tăng. Trước tình trạng đáng báo động trên, Ban an toàn giao thông quốc gia đã triển khai kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tại buổi tọa đàm, các khách mời đã làm rõ những nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, từ đó nhìn nhận trách nhiệm của các bên liên quan cùng giáo đưa ra giải pháp trọng tâm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt tại các khu vực gần trường học. Song song đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh để mạnh tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến từng đơn vị trường học, phụ huynh, học sinh và người dân thông qua các nền tảng số, các sự kiện cũng như lồng ghép giáo dục an toàn giao thông. Thông qua các tiết học chính khóa và ngoại khóa và các cuộc thi, từng bước tạo chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn tỉnh Long An.